xin kính chào với cô chú anh chị thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai chị trên cả nước đang xem kênh cuộc sống càng hơn thời gian ạ. Và kênh chuyên chia sẻ về mai vàng, bonsai, cây kiểng các loại với cô chú anh chị nha. Và hiện tại là em đang có mặt tại bãi kiểng của anh Tám ở gần với sân vận động thành phố Cần Thơ. Và hôm nay thì anh tiếp tục giao lưu cùng với cô chú mình một số cây về mùa hàng thành phẩm để chơi Tết 2024 cũng như là lấy bò nhân giống của hai cô chú anh chị. Thì em xin phép được chơi tiếp luôn ạ. Và bãi kiểng của anh Tám thì có đủ loại kích cỡ, đủ loại giống mai cho quý cô chú anh chị mình có nhiều sự lựa chọn để không ạ. Dạ, hôm nay mình giao lưu thì em thấy có cúc thảo hương cô chú anh chị nha. Dạ, cúc thảo hương ghép hai mùa, già mùa luôn rồi cô chú anh chị, trồng ghép lớn nha, bởi nút nụ thì quá trời luôn nha. Ở hàng này mình chưa Tết xong trồng đất cũng ngon lắm nha cô chú. Em mang vô clip luôn ha. Dạ, xin chào anh đẹp trai ơi. Rồi, hello. Xin chào anh chị cả nước nha. Lâu lắm nay mới lên sóng rồi, gặp Tèo là thấy lên sóng rồi, thấy khác liền ha. Mong cô chú anh chị ủng hộ em. Rồi em vô cây số 1 kia là cây cúc hoa hương nha cô chú anh chị. Dạ, cúc hoa hương. Mong cô chú Dũng ủng hộ em. Dạ. Rồi, cây này là số mã 39 nha cô chú anh chị. 39 cúc. Này ghép cúc hoa hương nha. Nó 7 8 bò lận. Dạ. Đủ lúc đồ ngon là nó cho chú anh chị, cây này cũng không cần dụ. Cây này mình về mình chơi Tết luôn nha chú anh chị. Chỉ về tưới nước thôi. Trồng ghép ngược bằng ống hút của mình rồi. Ghép 5 6 bò luôn. Lấy nơm nơm luôn cô chú anh chị. Lâu lắm em không lên sóng nha cô chú anh chị ơi, mong chú anh chị ủng hộ em nha. Rồi em đo luôn. Sống lại ha. Thấy áo đỏ mà. Lâu lắm rồi. Áo đỏ mà áo vàng. Quạnh ngay chí là 23 nha chú anh chị. 23 quạnh. Tán ngang 80. Dạ. Chiều cao lâu quá không lo quên luôn. Chiều cao 85. Rồi cây số 39 này em giao lưu giá 900 ngàn chú anh chị. 900 đó cô chú anh chị, cái tàn một ghép cúc hoa hương. Mã số 39. Này là về Tết có bông chơi luôn rồi. Cô chú anh chị mua vô này là rẻ nha. Về dưỡng tới Tết là mình Tết khỏi mua luôn. Bao ship tận chậu luôn ha anh ha. Ship chậu luôn chú anh chị ơi. Dạ. Rồi em đổi luôn ạ. Rồi tiếp tục cái mã số 40 chú anh chị. Này ghép cúc hoa hương hai mùa. Cây này ghép cây rất là khá kính dày luôn nha chú anh chị. Chọc ghép liền lạc luôn rồi hả? Này nó về cái lô này là về mình tết chơi luôn rồi. Hết thân thấp luôn nha. Phúc hoa hương mà bông nó đẹp lắm chú anh chị ơi. Cái bò ghép này nó muốn liền lạc luôn rồi. Này ghép hai mùa. Dạ. Mã số 40. Củ đế nở luôn rồi. Rồi em cho thông số luôn đi. Quạnh ngay chí này 21. Chiều cao hơn em rồi. Một thước 43. Dạ. Tán ngang 85. Rồi cây xả mã 40 này ghép cúc hoa hương em giao lưu giá 1.400.000. Dạ, 1.000.000. Em bao ship bao chậu luôn. Và cây này cho Tết xong trồng đất ngon lành nha cô chú anh chị, nó lượng bao ghép ha, bao ghép lớn nha. Anh dạ. Em là ship toàn quốc rồi bao chậu luôn nha chú anh chị. Dạ. Về chỉ tưới nước chơi thôi. Này nó có cái bông này khá là đẹp luôn nè. Nó thấy không? Từ gói luôn nha. Trời, em đổi cho luôn nha. Rồi. Tiếp tục cái mã số 41. Nghe ghép cúc hoa hương luôn. Cái này cũng hai mùa rồi. Tàn thông luôn với cô chú anh chị. Tàn đều. Này ghép chi cành đều luôn nha anh chị. Giống như một cây thông luôn á. Chọt ghép là tự chản luôn rồi liền lạc luôn á hả? Thớt thân. Em về cây này khá đẹp không à. Về mình khỏi chỉnh sửa để tưới nước có bông à. Dạ rồi em xin số luôn. Rồi anh cho thông số luôn. Này cũng lấy nở luôn chứ gì. Hoành 21. Dạ. Chiều cao 121. Tán ngang 93. Rồi cây mã số 41 nè, em du lá 1.400.000, em ship chậu luôn. Bao toàn quốc. Này ghép cái tàn khá là đều nha. Không chỗ nào trống hết trơn. Vậy rồi, em đổi nha. Tục cây mã số 42 cũng là cúc ghép cúc loa hương nha chú anh chị. Ghép cũng 2 3 mùa nha. Thông cao tàn thông luôn á cô chú anh chị.
cây này trồng ghép bự chảng luôn ha, kéo chi cành đều luôn, nụ là siêu nụ luôn. Đặc biệt bên em là ship bao chậu luôn. Dạ. Cây khá đẹp. Rồi cây này cũng có quá trời cái. Rồi em cho thông số luôn. Hai mươi mốt. Chiều cao 1 thước rưỡi. Tán ngang 90. Rồi cây mã số 42, em giao lưu giá 1.500.000. Dạ, 1.500.000 luôn tôi chứ chị. Trời. Đặc biệt em ship bao, ship bao chậu luôn. Dạ. Rồi tiếp tục cây mã số 43. 43 cũng cút lo hơn luôn à. Cái này mình mua một cặp để phía trước. Vậy này đợt này về là cây khá là kín nha. Ốm tàn luôn. Này mà thọ hương mà về mà Tết mà bông ra là đầy cây cho anh em chú anh chị. Thấp thân thấp cũng đế nở nha quý cô chú. Cây khá đẹp luôn. Rồi em cho thông số luôn. Này 20. Chiều cao 135. Tán ngang 92. Rồi cây mã số 43 anh giao lưu giá 1.400.000. Dạ 1.400.000 luôn đó. Em ship chậu luôn chú chị ơi. Mong cô chú chị ủng hộ em. Lâu quá. Rồi tiếp tục cây mã số 44 nha. Ghép siêu bông mình lại nha chú vậy. Cây này cái cũ rất là quái nha. Nguyên cái cũ đặt luôn. Nguyên cũ đặt nha, quái rất là quái nha. Thân thì lát lượng cái này về mình lấy. Này về cái mấy bông. Mình vô dây là mình bẻ lại cho nó gọn lại nha chú chị. Tại em để. Dạ rồi. Mã số 44. Em cho thông số luôn. Em đo nghe cái củ thì chọn đây đi. Cái gì? Ngay chủ trí là 31 ha. Vị trí này là 16 ha. Củ đặt này 41. Chiều cao 98. Tán ngang 80. Rồi cái mã số 44 làm vô giá 2.100.000. Dạ, 2.100.000 thôi cô chú anh chị, cây này lấy được siêu bình lại. Dạ. Siêu bông bình lại. Dạ. Rồi, em ở luôn. Nó đặc biệt cái củ nó khá bự. Dạ. Dạ. Số 45. Tiếp tục cây mã số 45. Này ghép cúc hoa hương nha chú anh chị. Tàn này khá kín luôn. Tròn vo như trái banh luôn. Nhìn dáng một cây thông nha. Có bị lép bên nào. Cây khá đẹp. Cây không có này nằm chỗ nào chê chứ chú anh chị. Xương gầy mệt luôn ha. Bạn kích bích luôn. Này Tết mà có bông ra đặt kẹo dân nha. Mấy cái chọc ghép là mã đó. Số 45. Dán trực củ đế đặt luôn ạ. Dạ, dạ, em xin rồi em cho thông số luôn. Ngay vị trí này 26. Cái cụ đặt này 46. Đo khống chiều cao đây nha chú anh chị. 119 chiều cao. Tán ngang 102. Rồi cây mã số 45 em giao lưu giá 4.300.000. Anh bao ship, anh bao chậu luôn. Về cô chú anh chị là cái cha Tết thôi. Kép túc qua hơn. Dạ 46. Rồi tiếp tục cái mã số 46 nha anh chị, ghép cúc hoa hương. Tàn nữa lúc này là nhiều khá kín, khá dày luôn. Dạ. Tròn luôn. Lúc lụ kim thì vô mỗi nắp lá luôn. Đợt này về không có cây nào mà đẹp đẹp không nha chú anh chị. Mong cô chú anh chị ủng hộ em. Dạ. Cái nó già quá nên em bé trơn. Cây mã số 46. Dạ, đế nó luôn, đế luôn nha, rồi em cho thông số luôn. Dạ. Hoành vị trí này 25.
cái cũ là 48. Chiều cao 117. Tán ngang 95. Rồi cây mã số 46 ghép cúc Hoa Hương. Em giao lưu giá 1.900.000. Em ship toàn quốc, em ship bao chậu luôn. Tiếp tục cây mã số 47 chú anh chị ơi. Này gốc tư quý không? Tàn thông luôn quý cô chú anh chị nha. Này tư quý nó ghép cúc Hoa Hương nha chú anh chị. Nụ nút thì bao la luôn hả? Cái chậu ghép đó. Này ghép hai mùa rồi. Tàn cũng khá kín luôn rồi. Đợt này em về là tàn kín kín không à. Dày nữa. Mấy tàn mà dày mà Tết ra bông thứ gì chịu nổi. Dạ, đế khó đế luôn á cô chú. Chủ cây nó còn chịu không nổi nữa. Rồi. Mã số 47. Em cho thông số luôn. Ngay chỉ là 27. Này nguyên cái cũ kìa. Cũ 73. Lâu quá. Chiều cao 129. Tán ngang 90. Rồi cây mã số 47 ghép cúc hương. Em giao lưu giá 3.200.000. Dạ 3.200.000. Cúc Hoa Hương ghép với phơi. Này ghép hai mùa. Bá chờ nụ nguyên hả? Em đổi luôn nha. 48. Tiếp tục cái mã số 48. Mai vàng gốc ghép Thọ Hương nha chú anh chị. Cúc Thọ Hương mình ghép với cái phơi dán trực. Này cũng có củ đẹp lắm. Như củ sướng vậy đó cô chú anh chị nha. Chọt ghép rồi cỡ. Mã số 48. Ghép thử liền lạc. Rồi em cho lông số luôn, này ghép hai mùa nha. Ngay vị trí là 22. Củ này là 44. Chiều cao 116. Tán ngang 79, số đẹp luôn. Dạ. Rồi cây mã 48 này em giao lưu giá 2 triệu chẵn. Dạ, 2 triệu chẵn. Cúc Hoa Hương chơi Tết vi vu luôn. Ghép cúc Hoa Hương. Trời, em đổi cây luôn à. Ghép 2 mùa. 49. Tiếp tục cây 49 này ghép cúc Hoa Hương nha chị. Hình con thú luôn ha. Này thấy thú cũng rõ nét lắm á. Về mình moi ra được có 4 cái giò, 2 cái giò trước nè. Tại không moi để cho nó gì ha, moi ra 4 giò luôn á. Đuôi này nó cụp xuống cái nó không dảnh ra nè. Thú này cũng rõ nét như chị. Thì nó không dảnh lên. Dán chụp kìa cô chú. Mã số 49 em giao cho thông số luôn. Dạ. Ngày vị trí là 29. Nguyên củ đặt này là 56. Chiều dài con thú 23. Chiều cao 102. Tán ngang 74. Rồi cây mã 49 này em giao lưu giá 2.200.000. Dạ 2.200.000 nha cô chú anh chị cây. Một con thú gõ nét. Ghép cúc Thọ Hương 2.200.000. Mã số 50. Này mai vàng ghép cúc Thọ Hương chú anh chị ơi. Trời cái này quá trời cái củ luôn nha. Tàn khá kính luôn. Nhưng mà cái này có thân cao xíu á, thân chắc cũng cỡ 2 gân, 1 gân rưỡi á cô chú anh chị. Nguyên cái củ cho bà. Mình mua ngay đợt này là về mình chơi Tết luôn chú anh chị ơi, để gần tới Tết nó cao lắm. Về mua chỉ về tứ nước là mình có bao Tết có bông chơi rồi. Rồi cho thông số luôn đi. Ngay vị trí là 33. Cái cũ đặt này 48. Chiều cao 119. Số đẹp luôn. Tán ngang 90. Rồi cây mã số 50 này em giao lưu giá 3.300.000. Dạ, 3.300.000 hết cô chú anh chị.
cái phương toàn thì đều ra ha, nước đậu thì mỗi nắp lá luôn mà toàn kính lắm đấy chứ chị ơi. Này không chỗ nào trống nhân á. Rồi tiếp tục cái mã số 51. Cái tàn trà bá. Ngay mai vàng ghép cúc lo hương. Tàn khá dày. Một cốt trật luôn. Mấy cái chọc ghép này là cỡ mấy cái chân rồi nha cô chú. Tàn khá đẹp luôn. Dày đặc luôn. Rồi anh cho thông số luôn. Ngay vị trí là 30. Dạ. Cái củ đặt này là 45. Chiều cao đôi khổng đó nghe chú vậy. 123 chiều cao. Tán ngang 106. Dạ. Rồi mã số 51 này em giao lưu giá 4 triệu chẵn. Dạ 4 triệu chẵn luôn đó cô chú anh chị. Dữ lắm cái tàn luôn đó nha. Mà ghép bự mà tàn. Ghép cúc lo hương này cũng hai mùa nè. Tàn khá kính luôn. Dạ cũng rồi. Chị đặc luôn. Thân đỡ luôn nha. Thân hình đế cũng đẹp luôn. Dạ. Củ nở nữa. Thứ gì chịu nổi. Dạ. Rồi tiếp tục mã số 52 là số đẹp luôn nha. Gốc tư quý ghép cúc lo hương. Rồi cái này nút nụ bao la luôn, siêu nụ luôn đó cô chú anh chị. Chọc ghép cho cà bá nữa luôn nha. Này nó không cao nha. Hót thân nó cũng mấy được 2,5 tấc. Đế thì đế nơm mà nó gom nó. Củ nở, đế đẹp. Bông đẹp. Tàn đẹp. Ồ cái gì cũng đẹp chứ mà số 52 cũng đẹp luôn. 52 là rồi, cho thông số luôn. Có rễ cho những con gì để đem luôn. Này gốc tứ quý nha chú anh chị. Ngay vị trí này 27. Củ đạt 48. Đo khóc lại một chiều cao 1,4 m. Tán ngang 110. Rồi mã số 52 gốc tứ quý. Ghép cúc lo hương giao lưu giá 3.200.000. Dạ 3.200.000 nha cô chú anh chị. Sợ uống đế có đế ha, cây này có tàn luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi em đổi luôn. Rồi tiếp tục mã số 53 nha. Này thân dù ghép dạo phú tân. Dạ. Dù nó muốn cao hơn em luôn nha quý chị. Dạ cây dạo phú tân già mùa. Phơm tàn dù luôn hết cô chú anh chị. Này giống như một cây dù nha chú anh chị. Này chơi phong cao dạo phú tân. Cái dù à. Cái dù cái thân dù à. Miễn có dù được rồi. Rồi em cho thông số luôn chú anh chị ơi. Móng của chú anh chị ủng hộ em nha. Trời lúc này khổ quá trời. Hoành 32. Dạ đế có đế luôn nha chú. Chiều cao em đo khổng nha. Cao hơn em nha. 136. Tán ngang 107. Dạ. Rồi mã số 53 này em giao lưu giá 2.400.000. Rồi một cái mai phơm tàn dù nha cô chú anh chị. Một cái tàn dù nha chú anh chị. Dạ. Rồi cái tàn dù này mình ra bông rồi ngồi dưới gác ghế ra ngủ nước trà cũng mát lắm à. Dạ. Khỏi cần tốn cái dù, có cái dù được rồi. Rồi tiếp tục mã số 55 chú anh chị ơi. Này cũng ghép cúc tòa hương luôn. Tàn kính bích luôn. Lùng lục quá trời cái mâm tàn luôn mấy cô chú anh chị. Tàn dày mà khá kính nữa. Mã số 54 đó quý cô chú anh chị. Rồi mã số 54 chú anh chị. Cũng là cúc tòa hương luôn à. Cũng nở luôn nha. Đợt này em về củ bự bự không à. Như củ sứ vậy. Dạ. Rồi em xin mong cô chú ông chị ủng hộ em nha. Kệ cũng khá đẹp. Thôi em cho thông số luôn đi. Ngay vị trí là 28 nè. Đo khống cái củ đặt là 43.
chiều cao 116, tán ngang 97, mã số 54, em giao lưu giá 3.700.000. Dạ, 3.700.000 cây lùng lùng. Em bao ship bao chậu luôn. Nút nụ kim là mỗi nách lá hết trơn rồi cô chú anh chị. Này cô chú chị về là cứ đem về là cái thứ nước trời Tết có chơi bông rồi. Dạ rồi. Tiếp tục 55. Mã số 55, gốc tư quý. Dạ. Ghép tổ hơn 2 mùa. Dạ, nãy 54 giờ 55 cô chú anh chị cây tàn không luôn ha. Này chi cành cũng đều lắm nha chú anh chị. Dạ. Khá đẹp. Mà nhớ chứ ngồi tư quý thì đúng bài luôn nha cô chú anh chị. Ghép tàn kính đều luôn, dày luôn. Gốc tư quý. Cái bộ ghép nó lên lưu đùi ớt nhìn nó quý. Bộ đế cũng khá đẹp luôn. Không chỗ nào mà chê ra nha. Rồi em cho lông số luôn đi. Ngày 9 27. Cái củ đặc này là 51. Chiều cao 1m5. Tán ngang 95. Rồi mã số 55 này gốc tứ quý, ghép khúc hơn em giao lưu giá 3.800.000. Dạ, 3.800.000 đó quý cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị ủng hộ em ha. Lâu lúc là siêu lụt luôn nha. Em đỡ luôn à. Tiếp tục mã số 56 này ghép dạo Thủ Đức nha chú anh chị. Dạ, cũng một cây phơm tàn dù đó ha cô chú. Này cũng toàn phong cao luôn nha. Mình chơi em gặp với cây dù nãy luôn cô chú anh chị nha. Nút nụ ok luôn nha cô chú. Ghép dạo Thủ Đức nha. Nãy là dạo Phú Tân tàn dù, bây giờ là dạo Thủ Đức tàn dù, trên cặp hai giống luôn nha cô chú. Trột ghép thì chả lá nữa chưa. Bạn cũng khá đẹp. Rồi em cho thông số luôn. Ngày trí là 32. Củ đặc này 53. Chiều cao 113. Tán ngang 106. Rồi mã số 56 này em giao lưu giá 2.500.000. 2.500.000 luôn nha cô chú anh chị. Em ship toàn quốc, em bao chậu luôn. Này cô chú chị về là cái tứ nước là Tết có bông chơi rồi. Dạ, dạ em đợi nha. Dạ 57. Tiếp tục nè, mã số 57. Dạ. Ghép thúc con hương luôn. Cái này cái tàn tàn dày bích luôn. Tàn tròn lớn tàn luôn hả? Nó thứ tàn dày mà bông ra nhiều là chịu thứ gì chịu nổi cô chú chị ơi. Cái này bông cái nó nhánh đâu nữa. Đế cũng khá đẹp luôn. Rồi em cho thông số luôn đi. Ngay trí là 25. Dạ. Cái củ nó cũng ngấn cũng ngấn. Đo cái củ đi dài. Dạ. 50. Chiều cao 130. Tán ngang 105. Rồi mã số 57 nè em giao lưu giá 4.300.000. Dạ. Ghép cúc hoa hương. Dạ nụ nút thì có này nè. Chú chị mình đáng chơi mấy cây này nè, nó bông đẹp nè, kính nè, dày tàn nè. Đế đẹp nữa. Dạ, hết luôn hả? 58. À. Tiếp tục cái mã số 58 nha chú anh chị. Cái này phong cao. Cũng ghép cúc hoa hương nha. Đợt này em về là kính tàn dân à. Đặt kẹo dân. Cây khá đẹp. Thân đẹp mà đế cũng đẹp nữa, củ cũng nở nữa. Đều luôn, cũng
Rồi em cho thông số luôn. Rồi quạnh này ngay vị trí này là 28 ha. Ngồi vị trí thứ hai là 39 nha. Em đo nhiều vị trí nha chú anh chị. Vị trí này 70 ha. Chiều cao 1,5 m. Tán ngang 105. Rồi mã số 58. Em vô lưu giá 5.500.000. Dạ, 5.500.000. Em ship toàn quốc bao chậu luôn. Dạ. Cô chú anh chị cứ cặp điện thoại lên alo là cây tới nhà. Rồi. Tặng chậu tặng. Khỏi suy nghĩ. Ông chủ luôn. Hết luôn à? Dạ. Rồi cây mã số 58 là cũng hết cú clip nha chú anh chị. Mong cô chú anh chị ủng hộ em ha. Lâu lắm em không lên sóng mà giúp đỡ em ha. Khổ quá rồi. Bye bye. Rồi, em xin chào, kết thúc clip ở đây luôn.